lành ra đi. Xin chúc tôi may mắn anh em, xin để lại anh em đôi lời yêu thương nhau mãi mãi anh em. Tôi đã nhận được từ anh em nhiều hơn là tôi đã trao cho. Xin để lại anh em mối tình yêu thương nhau mãi mãi thay tôi. Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trong nước trời. Tôi đã choàng vào vòng hoa tươi, đã khoác vào chiếc áo tân hôn. Đây là giờ tôi đến với người, mang theo chỉ có mỗi con tim. Tôi đã nhận được từ nơi Chúa bình an niềm vui với yêu thương. Xin để lại anh em tất cả, ca lên đi khúc hát chia tay. Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trong nước trời. Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trong nước về bên an vui.
vực sâu chơi vơi, Chúa ơi con về đây, xin xót thương con cùng về đâu thân gió nắng cho đã tàn bay, xin dẫn đưa con về bên bờ quê hương. Dèo trên Chúa ơi, xin dẫn đưa con về đến an vui. Xin dẫn đưa con về dèo trên Chúa ơi, xin dẫn đưa con về bờ bên an chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ xót thương muôn vàn, phận bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ông
Kính thưa cộng đoàn và toàn thể gia đình tang hiếu, trước khi dâng thay lễ an táng, con xin đọc thư phân ưu Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định. Thư phân ưu: được tin cụ trùm Du Xe Phạm Hồng Phát thuộc giáo khu Trung giáo xứ Thủy Nhai là ân nhân của Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã an nghỉ trong Chúa ngày 4 tháng 12 năm 2024. Quý cha giáo và toàn thể quý thầy của Đại chủng viện xin hiệp ý cầu nguyện cho cụ trùm Du Xe và thành kính phân ưu cùng với gia đình tăng quyến. Đại chủng viện sẽ dâng lễ thánh lễ cầu nguyện cho cụ trùm Du Xe vào sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 12 năm 2024 và các Chủ nhật tiếp theo tại nhà nguyện Đại chủng viện. Cùng với lời phân ưu, Đại chủng viện xin bày tỏ niềm tri ân sâu xa đối với cụ trùm Du Xe vì đã có lòng quảng đại đóng góp cho chương trình đào tạo các linh mục của giáo phận. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Thánh cả Du Xe và các thánh tử đạo Việt Nam, nguyện xin Chúa mở rộng vòng tay nhân lành, đón tiếp và ân thưởng cụ trùm Du Xe trong nước Chúa. Thành kính phân ưu Bùi Chu ngày 5 tháng 12 năm 2024, Linh Mục Đa Minh Trần Ngọc Đăng, Giám đốc Đại chủng viện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Đối với cụ trùm Du Xe Phạm Hồng Phát là bậc cao niên đáng kính trong gia đình và trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, đây là thánh lễ rất đặc biệt khi cụ còn hiện diện với chúng ta với thân xác thì sẽ tan biến theo quy luật của không gian, thời gian, mà còn hiện diện với chúng ta đây trong thánh lễ này là thánh lễ tạ ơn Chúa mà cụ hiện diện với cộng đoàn và hiện diện trong tình thương của gia đình, của giáo hội, của cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Thánh lễ này cũng là thánh lễ của niềm hy vọng, tâm tình tạ ơn, hy vọng cậy trông vào Chúa, là tâm tình của mùa vọng mà chúng ta đang sống. Đấy, cụ đã suốt đời khát vọng được sống đẹp lòng Chúa, được hưởng hạnh phúc thánh nhan Chúa, và thánh lễ này chúng ta dâng lên Chúa những niềm hy vọng sâu xa đó để trong niềm tin Đức Kitô từ nàn phục sinh cứu độ chúng ta dâng lời cầu nguyện tâm tình tha thiết nhất để cầu nguyện xin Chúa thương thanh tẩy và ân thưởng hạnh phúc thiên đàng mà cụ hằng hy vọng, hằng ước mong. Và chúng ta cũng lấy đức tin để chia sẻ, để an ủi nhau. Bây giờ đây chúng ta cùng sốt sắng hiệp dâng thánh lễ, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỏi đà. Vì tôi xin Đức Bà Maria Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Hôm nay, cụ trùm Giuse là người tín hữu Chúa và là người thân của chúng con đã cùng an giấc với Đức Kitô con một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho cụ trùm Giuse được cùng sống lại với người. Vì vậy chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho cụ được chia sẻ vinh quang với Đấng đã từ cõi chết sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách khôn ngoan: linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng thực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi, khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng và trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Những ai trông cậy vào Người sẽ am tường sự thật. Những ai trung thành sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương ai Người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Này đồng cỏ non xanh tươi, Chúa đưa tôi vào nghỉ ngơi. Và suối nước trong miền Nam ngát hương tuyệt vời. Người đưa tôi đi đến dòng suối mát để tôi no say ân tình thơm ngát, và hồn tôi được luôn ở trong nhà Người. Chúa chăn nuôi tôi, Người chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi không phải lo gì. Ngài giòn ban ăn thơm ngon trước mặt bao kẻ thù nhân. Ngài sức trên tôi dầu thơm chưa chan ân tình. Ngài trao cho tôi ni rượu chan chứa để giữ ơn thiêng như lời đoan hứa, để từ đây hồn tôi sướng vui thành thơ. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi không phải lo gì. Trọn cuộc đời nơi dương gian, phúc ân Chúa ban ngàn năm. Lòng
ai công bình. Ngài ban cho tôi nó đầy ơn phúc, để tôi trăm năm bên Ngài vui bước, và lòng tôi từ nay chứa chan nguồn vui. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Vano Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và dũng thần. Thật vậy, Đức Kitô đã nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Mà khi nói muôn loài, dĩ nhiên không kể đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Kitô thì chính người vì là con cũng sẽ quy phục đấng bắt muôn loài phải quy phục người, và như vậy Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Đó là lời Chúa. Anh chị em, bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và những kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn và gia đình tăng hiếu, mầu nhiệm nước trời là mầu nhiệm cao trọng, mầu nhiệm về Thiên Chúa là mầu nhiệm vượt sức
con người chúng ta. Đấy. Làm sao chúng ta có thể biết về Thiên Chúa mà chưa ai đã thấy bao giờ? Đấy, chúng ta thấy những câu hỏi của con người từ xưa đến giờ vẫn là những câu hỏi nền tảng mà người ta phải đi tìm kiếm. Đó là con người ta là ai, có giá trị gì trong đời sống, sống rồi chết ý nghĩa gì và đi đâu. Từ xưa đến giờ phàm là con người có trí khôn đều phải đặt ra như vậy. Và rồi quan sát đời sống con người thì thấy con người ta bất toàn, con người ta yếu. Đấy, trong Kinh Thánh cũng nói lạy cầu nguyện lạy Chúa, chúng con là những con người mỏng giòn, rồi tư tưởng thì không sâu, tài năng thì hạn chế, làm sao mà có thể hiểu biết được về Thiên Chúa, hiểu biết được về vận mạng đời đời của mình, hiểu biết về nước trời, chẳng ai thấy. Thế mà chúng ta biết, chúng ta nhìn nhận được. Đấy. Trong đức tin chúng ta đón nhận sự tỏ lộ của Thiên Chúa, gọi là ơn mặc khải. Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha cho chúng ta: con chúc tùng Cha vì Cha giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, mà lại mặc khải cho những người bé mọn. Thì ra là những người bé mọn thì người ta lại biết chúng ta là những người bé mọn của tin mừng. Ở trong tin mừng Chúa yêu thương những người phận nhỏ. Có lúc nào đó người ta, nhất là từ thế kỷ thứ 16 đến 17 là thời kỳ phục hưng, thời kỳ ánh sáng, thế kỷ 18, 19 đề cao khoa học. Những gì mà khoa học không giải thích được, không chứng minh được ấy, thì không đáng để người ta tin. Đấy là những nhà khoa học vô thần thì nói như vậy. Nhưng mà bảo có nhiều cái làm sao mà anh chứng minh được, nó vượt ra khỏi phạm vi của vật lý thì không thể đo đếm được, không chứng minh được. Ngay cả trong phạm vi lý tính mà bằng suy xét ấy, có nhiều điều mà anh còn phải đặt ra cái định đề thì anh mới định nghiên cứu tiếp được cơ mà. Đấy, làm sao anh chứng minh được? Ngay cả những mệnh đề của toán học hay là của khoa học anh cũng còn chưa chứng minh được. Người ta bảo phải đứng ở bên ngoài của khoa học hay là của toán học thì mới giải thích được các vấn đề toán học khác. Đấy, thế kỷ 20 có nhiều nhà khoa học họ nói lại như thế để họ nhìn nhận Thiên Chúa. Nhìn nhận Thiên Chúa. Đấy, các nhà khoa học lỗi lạc như là Louis Pasteur đấy, nói rằng là sự sống con người ta bởi Thiên Chúa, nhưng mà ông không nói rõ ra. Nói rõ ra thì vì cái các nhà khoa học trên thế giới người ta bảo phải tách tôn giáo ra, đừng đem tôn giáo vào và khoa học, kẻo lại khoa học thì phải rõ ràng, phải có bằng chứng, phải có cái này cái kia thì mới nghiên cứu được. Thế đừng nói, cho nên người ta chỉ nói chung, nhưng mà nói một câu bất hủ là không có sự sống phát sinh ngoài sự sống. Nghĩa là con người chúng ta là sự sống con người, là phải có sự sống. Chúng ta trong đức tin chúng ta tạ ơn Chúa, Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa hằng hữu, thì Thiên Chúa tạo dựng mọi sự. Đấy, còn là bảo là sự sống con người chúng ta từ những cái sự biến động của động học ấy, của vật lý, của hóa học, của sinh học, rồi nó phát sinh ra sự sống từ thấp đến cao thì nghe nó cũng vui vui, nhưng mà cái khởi đầu là nó không tốt đâu.
Đấy, bởi vì tự nhiên mà nó thành sự sống do những điều kiện biến đổi của nhiệt độ, của thế này, của thế kia. Thế người ta lấy, bảo là do nó biến đổi chất. Thế là nó từ những cái biến đổi của nhiệt độ, của hóa học, của vật lý, rồi dần dần nó phát sinh ra cái sự sống. Rồi nó phát triển qua chọn lọc từ thấp đến cao. Ôi thế người ta làm một cái thí nghiệm. Người ta cho một cái nồi, cái nồi nước chúng ta luộc thịt gà ấy, hay luộc thịt lợn ấy, hoặc thịt bò ấy. Đấy nó có nhiệt độ mà. Đấy xem từ những cái chất đấy xem mà để lâu xem nó có biến ra cái gì không. Người ta để trong trong phòng thí nghiệm cả mấy trăm năm nay nó có thành cái gì đâu. Đấy, thế là bảo là sự sống phải phát sinh bởi sự sống. Thế là chúng ta mới truy lên cội nguồn, là chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa là đấng sáng tạo quyền năng. Nó khó vậy, các nhà khoa học còn phải ngồi nát óc ra chứng minh đi chứng minh lại, xong là có những cái phản đề để nó lập luận với những gì mà ông bảo là các điều kiện nó biến đổi, rồi nhiệt độ, rồi là sinh học cái này khác thì nó sinh ra sự sống. Người ta bảo thế trong cái bát nước xít ấy, nó nảy ra sự sống, chẳng qua là nó có cái trứng của con ruồi ấy, thì nó sinh ra con ruồi, chứ nó sinh ra làm sao được con người. Đấy, thế là đấy, thế là Chúa Giêsu mới cầu nguyện là con cảm tạ Cha vì Cha đã giấu những điều này, là mầu nhiệm nước trời ấy, về Chúa, về Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ ấy, giấu không cho người khôn ngoan biết, hay nói đúng hơn là người ta cũng chẳng cần biết. Đấy, chỉ có chúng ta dại, nhưng mà dại trong đức tin, vì chúng ta tin vào đấng thông minh thượng trí. Nó giống như là có một ông thầy lỗi lạc, rồi mình cứ tin vào ông thầy ấy, đấy, để mình học. Đấy là sự khôn ngoan đức tin. Chúng ta đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa. Mặc khải của Chúa cho chúng ta nhận biết là mình có linh hồn, có xác ấy, có sự sống đời này và có sự sống đời đời. Không phải là Chúa cho chúng ta nhận biết từ đầu đâu. Ở trong Kinh Thánh là có một cái tiến trình mặc khải, Chúa tỏ lộ dần dần đến sách khôn ngoan ấy, thì cái tư tưởng con người ta chết được về hưởng hạnh phúc trong Chúa này nó mới rõ. Thế cái bài đọc mà chúng ta vẫn đọc ấy, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sách khôn ngoan là viết muộn khoảng độ giữa thế kỷ thứ nhất trước Chúa Giêsu thôi. Đấy, thì cái mặc khải đó dần dần Chúa hé mở ra. Đến Chúa Giêsu thì chúng ta được hiểu biết tròn đầy. Đấy, con người chúng ta hạnh phúc trong Thiên Chúa là điều hạnh phúc nhất. Bởi vì sự sống của chúng ta có hồn, có xác, sự sống bất tử. Đấy, thân xác thì chờ đợi ngày được phục sinh khi Chúa trở lại trong vinh quang. Đấy, được mặc khải tròn đầy, chúng ta mới nhận biết những mặc khải quan trọng. Được gọi Thiên Chúa là Chúa, là Chúa sáng tạo, là Thiên Chúa ba ngôi. Đấy, là gọi Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ. Được nhận biết Chúa Thánh Thần, Thánh Hóa hướng dẫn chúng ta. Đấy là những mặc khải, không phải bởi suy xét của con người đâu, bởi suy xét nhận biết, nhưng mà nhờ ánh sáng của lời Thiên Chúa. Để chúng ta tạ ơn Chúa cho cụ Giuse. Đấy, các cụ là những gương mẫu về đời sống đức tin cho chúng ta. Đấy, Chúa nói vì họ được nhận biết ơn mặc khải của Thiên Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã tỏ cho những người bé mọn. Bé mọn là vì họ biết cậy dựa vào Chúa mà học hỏi. Đấy, ngày xưa thì nhờ kinh mà học đạo. Các cụ chùm như cụ chùm Giuse thì được học trong nhà Chúa đấy. Các cụ là cựu thầy giáo mẫu tâm. Đấy, rồi là hoàn cảnh đổi thay, Chúa muốn các cụ sống đời sống gia đình.
Để rồi từ các cụ ấy, được ơn Chúa kêu gọi sống bậc sống gia đình thì có đoàn con, lũ đoàn con cháu hôm nay con thấy khăn trắng, khăn đỏ, khăn đỏ đấy, đã rất đông, đông đảo đấy. Và cụ rất yêu mến giáo hội, yêu mến nhà Chúa. Con được nghe cụ Trùm Phát kể chuyện nhiều thời xưa chúng con thế này thế khác, rồi về đi bộ đội, rồi về làm trùm đấy, rồi về lao động vất vả, rồi cụ bà mất đấy, rồi các con các cháu trưởng thành. Đấy là những cái gương sống của các cụ đấy. Đấy, và được đời sống đức tin hướng dẫn, các cụ âm thầm chạy đến với Chúa chu toàn mọi bổn phận, rồi phục vụ cộng đoàn. Đấy rất là quý, quý, rất quý. Để chúng ta thấy hành trình của cụ đã hoàn tất, vâng theo thánh ý Chúa, rồi để cuối đời đau yếu một tí để Chúa thử thách, để biết mình sống đúng với phận con người. Chả có gì lạ cả khi thấy người già đau yếu, những ai mà khỏe mạnh quá thì mình mới thấy đó là một cái ơn riêng của Chúa ban. Chứ còn cứ sự thường thì có tuổi rồi đau yếu, rồi chân tay khó thở, rồi chả có gì lạ cả. Đấy, nhưng mà sách Khôn Ngoan nói với chúng ta sống công chính đẹp lòng Chúa là sống thọ. Tuổi được nhiều được ít thì không có quan trọng đâu, mà đối với tâm tư của các cụ đúng như vậy. Đúng như vậy, chỉ mong sống đẹp lòng Chúa, chỉ mong về với Chúa. Chúng ta hôm nay tạ ơn Chúa cho cụ cụ Trùm Du Xe. Chúng ta tạ ơn Chúa cho cụ vì một đời sống khiêm nhường, đời sống vâng theo thánh ý Chúa, rồi gương mẫu cho gia đình, cho con cháu. Có gương mẫu của cụ thì con thấy như các con cháu của cụ cũng có tinh thần hy sinh, phục vụ, rồi quảng đại cách này, cách khác cho cộng đoàn, cho đời sống chung. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cụ Trùm Du Xe. Xin Chúa là Cha nhân từ thấu suốt chúng ta là con cái Chúa, cả những điều mạnh mẽ, cả những bất toàn và yếu đuối. Xin Chúa thương tha thứ, thanh tẩy, sớm ân thưởng hạnh phúc nước trời mà Chúa đã tỏ lộ cho chúng ta, cho cụ Trùm Du Xe. Và cụ hằng khao khát theo đuổi ý, hạnh phúc đó. Xin Chúa cho cụ được thấy lòng nhân từ của Chúa. Xin Chúa cũng ban bình an, nâng đỡ chúng ta. Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã phục sinh Đức Kitô từ trong cõi chết và cũng sẽ cho thân xác yếu hèn của chúng ta được sống lại trong ngày sau hết. Với niềm hy vọng đó, chúng ta hãy tha thiết dâng lời nguyện xin. Chúa nuôi sống chúng ta bằng bánh vời trời, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đang tìm lẽ sống được ơn đức tin, để họ biết trong đời ngày kia chết sống lại và cuộc sống đời sau. Xin Chúa đáp lời chúng con. Chúa đã sai thiên thần đến an ủi Đức Kitô khi người hấp hối. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương lau sạch nước mắt và nâng đỡ những ai đang đau buồn vì tang tông, như Chúa đã an ủi tang quyến của Lazaro. Xin Chúa đáp lời chúng con. Chúa là Thiên Chúa kẻ sống và người chết, đã cho Đức Kitô sống lại. Nhờ suối nguồn cứu độ qua thánh lễ an táng này, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho linh hồn Du Xê được hướng lòng Chúa thương son và được sống bên Chúa muôn đời.
Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà cho cụ Dùm Giuse được hưởng vinh quang nước Chúa và cho chúng con mai sau cũng được sum vầy cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hiệt trong tâm anh thương nhau, rằng người thân khuất xa con. Tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi về với tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và ngươi nên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để cầu cho cụ Giuse được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, cụ đã vững tin Đức Giêsu con Chúa là vị cứu tinh nhân hầu. Thì giờ đây xin Chúa cho cụ Chùm Giuse được thấy rằng người cũng là vị thẩm phán khoan dung, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người, là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô giờ. Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn.
vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Thomas giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa ban ơn bình an cho chúng con. Xin thương đến tôi tớ Chúa là cụ trùm Giuse mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin thương xót
đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lại hoàn. Sau ngày dài đôi chân miệt mài, để thấy lại còn gì sau một đời lắm nỗ khổ công. Người nghĩ nay phận người khát vọng nào ai đã đong đầy, và ấy tìm về nguồn tình Chúa mãi chờ đợi ta. Chỉ có Chúa đang chờ con tiến tu vạn đời, chỉ có Ngài đang vĩnh viễn không hề đổi thay. Chỉ có Chúa mãi còn tình yêu thương vời vợi, chỉ có Chúa lo liệu mọi sự tốt đẹp này.
gia đình đang yếu đến để linh cứu. Nguyện xin Chúa mở lòng nhân từ trong khi xét xử để cụ chúng tôi xe được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, giao vào với Chúa Cha để đấng chăn chiên lành ôm vào lòng đưa về đoàn tụ cùng khu muôn đời để đáng hưởng nguồn vui bất diệt làm một cùng cộng đoàn các thánh. Xin lỗi Chúa xót phận tôi, xin người
chớ chấp tội tôi, để tôi đi tới tòa Chúa uy linh, xem xét tội phúc công minh, thứ ban hạnh phúc thiên dòng lệ biết bao mùi. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hương lòng thanh nhàn. Bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dụng con tay tiếp theo đạo lành.
mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ, cha vội ra đi con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về thương lòng thanh nhàn. Bố đã mất rồi, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy. Cù lao chín chữ dạt dào dòng lệ biết bao nguôi. Tìm đâu tiếng nói của người, êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha hoài. Rồi cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi con biết sao đền bồi. Người cho lễ sáng.
tung bay qua miền đất mới. Hôm nay người đã gọi con ra khỏi chân đời, lặng nhìn không gian đầy những người thân, đầy những bạn hữu cánh chim xa đàn, để rồi nhớ mãi, để rồi quên mau. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ, ngày phục sinh hoàn ca tình yêu cõi thiên đưa reo vui. Hôm nay với chiếc khăn tang nghe hồn ra buồn, hôm nay xa cách người thân biết bao ngậm ngùi, lặng nhìn mây xanh xanh ngát trùng khơi, tìm trong ngày tháng biết bao kỷ niệm trở thành quá khứ, trở thành hư vô. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Sắp kết thúc nghi lễ an táng, giờ đây chúng ta còn đang gặp cụ trùm du xe, nhưng chẳng bao lâu nữa thi hài cụ trùm du xe người chúng ta yêu mến trở về lòng đất, như đã bởi đất mà ra, nên không gì hơn là chúng ta hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho cụ trùm du xe cho Chúa. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mộ 3 ngày, hầu thánh hóa phần mộ của các thiên thiếu Chúa, đang khi còn mang nặng thân xác bụi trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin Chúa ban cho tôi tới Chúa an nghỉ trong mộ 3 ngày này, cho tới khi được cho sống lại trong ánh sáng thánh nhan Chúa và được nhìn xem ánh sáng vĩnh viễn trên trời, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi tôi tới Chúa là linh hồn Giuse thân yêu của chúng ta ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi lại thân xác linh hồn Giuse cho lòng đất, để thân xác linh hồn cụ trùm du xe trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng nắng của người. Vậy chúng ta xin trao gửi thân xác linh hồn thân yêu trong tay Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của người, và cho thân xác linh hồn Giuse được sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống vào tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho linh hồn Giuse chúng ta đây.
Này Chúa, Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin Ngài lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đoái thương cho chúng con đang thương nhớ linh hồn Giuse được an ủi trong đức tin và được phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này Cha chúng con ở trên trời. Con nguyện danh Cha và sáng nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Con Cha trước cam dỗ nhưng yêu chúng con cho khỏi sự dữ dằn. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Đức Giuse được ý hiến muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse. Chúng con cái vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Chúng con cho người ra thanh đức mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ hoa lời chúng con nguyện trong ơn gian nan thiếu thốn đức nơi đồng sinh hiền vi sáng la. Này ra thanh cha tìm đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Này ông thanh Giuse là bàn tay sạch đức bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy Cha thánh từ đạo Việt Nam, xin Chúa nghe lời chúng con cần cầu và đưa linh hồn Giuse qua chốn nơi sâu. Xin vì thân nghiệp thương nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay giờ tác đưa hồng lung lao bộ cùng lớn nhau. Kính thưa các quý cụ, ông bà, quý hội đồng mục vụ, các quý vị đại diện cho chính quyền các cấp, đặc biệt là cơ sở đội sản xuất số 1, thôn Thủy Nhai, Xuân Thủy, xã Xuân Giang. Các quý vị, các nóc thông gia, các ngành thông gia và bà con thân thuộc, thân tình, các vị khách quý, kính mến, cô trồn Giuse của gia đình các con cháu và họ hiếu chúng tôi đã vâng theo tiếng Chúa mời gọi về an nghỉ trong Chúa và sum họp với Tổ tiên. Trong những ngày vừa qua, được sự đón nhận của tất cả các quý vị, các đoàn thể, tôn giáo cũng như xã hội đã trở về nơi gia tang để thăm hỏi, chia buồn, động viên và dâng lời cầu nguyện cho cụ trùm Giuse. Đặc biệt chiều hôm nay, các quý vị đã trở về nơi gia đình để tiễn cụ Giuse về thánh đường giáo xứ và cùng hiệp ý cùng cha xứ Đa Minh dâng lời trong cầu nguyện trong thánh lễ an táng hôm nay. Và với giờ trang trọng tại nơi thánh địa này, các quý vị đã tiễn đưa và đưa tang cụ Giuse trở ra nơi thánh địa này. Vậy tất cả các tấm lòng vàng của các quý vị, tôi xin được đại diện cho gia tang xin cúi đầu cảm tạ và xin Chúa trả công cho các quý vị. Dẫu rằng trong ngày đại tang này, gia đình và họ hiếu chúng tôi không thể tránh khỏi được những khiếm khuyết, cũng kính mong rằng tất cả các quý vị niệm tình
và thứ lỗi cho gia đình cũng như tăng hiếu chúng tôi. Với những phút giây cuối cùng biệt ly, ni biệt này, giờ này chắc cụ trùm du xe Phạm Hồng Phát đang thầm nhủ và nói với cộng đoàn mọi người tại nơi đây rằng: xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn gặp nhau trên nước trời. Tôi xin đại diện cho gia đình xin được trân trọng cảm ơn. Lênh đênh trên dòng đời, nào có biết, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua trần thế hao huyền, nhân chiếm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vĩnh biệt đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời, mà hồn con như quên lãng từ lâu. Vinh hoa dương gian chút bụi mờ, một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn côi, tiên đường người xuất phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ,
xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền nhận chìm con trong mê đắm phù hoa. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca. Cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình lòng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha. Nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, còn ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn.